Cuộc xung đột Nga-Ukraine khốc liệt đã bước sang năm thứ ba với nguy cơ lan rộng trở thành cuộc xung đột giữa Nga và khối NATO. Trong bối cảnh ấy, NATO nói chung và các nước thành viên thuộc châu Âu nói riêng tìm cách nâng mạnh năng lực phòng thủ, triển khai trở lại nghĩa vụ quân sự từng bị bãi bỏ. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Nguy cơ xung đột Nga, NATO gia tăng, châu Âu dầm dỗ áp dụng nghĩa vụ quân sự Hàng nghìn quân Ukraine bị bao vây, nội bộ khi rơi vào hỗn loạn Thưa quý vị và các bạn, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, nhiều nước châu Âu hoài nghi khả năng nổ ra một cuộc xung đột vũ trang lớn tại lục địa này. Nhưng cuộc xung đột đã xảy ra và kéo dài tới hơn 2 năm, chưa có dấu hiệu sẽ sớm kết thúc. Hiện có thêm một điều nữa ít người nghĩ tới, đó là việc nhiều nước châu Âu triển khai áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine ác liệt, một bộ phận các nước châu Âu đã áp dụng trở lại chế độ nghĩa vụ quân sự hoặc mở rộng việc thực hiện nghĩa vụ này. Robert Hamilton, người phụ trách nghiên cứu về Á Âu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Mỹ nói, người ta bắt đầu nhận ra rằng phải điều chỉnh cách huy động lực lượng cho chiến tranh, điều chỉnh cách sản xuất khí tài quân sự, cách tuyển và đào tạo tân binh làm thế nào để động viên hàng triệu người vào quân đội cho cuộc chiến tranh tiềm tàng, đó là câu hỏi tiềm năng. Tướng Westlake Kolech, từng là tư lệnh tối cao của lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu, nhận định nguy cơ xung đột Nga-Ukraine lan rộng ra khắp châu Âu đang tăng lên. Ông nói, chúng ta phải xây dựng lại năng lực phòng thủ của chúng ta. Theo ông Kolech, nỗ lực này bao gồm cả triển khai chế độ tòng quân bắt buộc một số nước châu Âu ngừng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Thế nhưng gần đây, một số nước, đặc biệt là ở khu vực Scandinavia và vùng Baltic, đã áp dụng trở lại chế độ này. Tại một số nước, công dân không đăng ký nghĩa vụ quân sự có thể phải đối mặt nguy cơ bị phạt tiền hoặc phải ngồi tù. Latvia là quốc gia mới nhất thực thi chế độ quân dịch. Nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại nước này được triển khai vào ngày 1 tháng 1 năm 2024 sau khi được bãi bỏ vào năm 2006 các nam công dân sẽ được đưa vào danh sách gọi nhập ngũ trong vòng 12 tháng kể từ khi bước sang tuổi 18 hoặc sau khi tốt nghiệp nếu vẫn đang trong hệ thống giáo dục. Hồi tháng 4, Na Uy công bố một kế hoạch dài hạn với mục tiêu đầy tham vọng là tăng gần gấp đôi ngân sách quốc phòng và tăng thêm hơn 20.000 lính nghĩa vụ, nhân viên và lực lượng dự bị cho quân đội nước này. Thủ tướng Na Uy Gaston nói, chúng tôi cần lực lượng quốc phòng đáp ứng được môi trường an ninh hiện nay. Chế độ nghĩa vụ quân sự ở Na Uy là bắt buộc, Năm 2015, Na Uy trở thành nước NATO đầu tiên áp dụng lệnh gọi nhập ngũ đối với cả nam lẫn nữ. Tranh cãi về chế độ quân dịch đã diễn ra ở các nước châu Âu khác hiện chưa áp dụng chế độ này. Tại Anh, phe bảo thủ đã nêu ý tưởng nghĩa vụ quân sự trong chiến dịch tranh cử của mình. Sự chuyển đổi gây ngạc nhiên nhất đang diễn ra tại Đức. Quốc gia này kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai vốn có thái độ dị ứng với xu hướng quân sự hóa. Năm nay, Đức đã cập nhật kế hoạch của họ nếu xung đột bùng nổ ở châu Âu. Hồi tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius trình bày đề xuất về một chế độ nghĩa vụ quân sự tình nguyện mới. Ông này nói, chúng tôi phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029. Sian Monaghan, một nghiên cứu viên trong chương trình châu Âu, Nga và Á Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho rằng đây là bước đi đầu tiên, đồng thời là một quá trình lớn trong chuyển đổi tư duy. NATO đang đứng trước sức ép phải có được 300.000 quân sẵn sàng được động viên trong vòng một tháng và thêm nửa triệu quân nữa trong vòng 6 tháng. Theo Monaghan, NATO có thể dựa vào lực lượng Mỹ để đáp ứng mục tiêu này, nhưng các đồng minh châu Âu sẽ gặp khó khăn lớn hơn, họ sẽ phải tìm thêm các cách mới để có đủ nhân lực cần thiết. Monaghan cho biết, quân số như trên chỉ cho phép NATO chiến đấu trong thời gian tương đối ngắn, đó là 6 tháng. Giải pháp khác cho EU là mô hình quân đội hiện tại và linh hoạt hơn. Phần Lan, một trong các nước thành viên của NATO, có năng lực kích hoạt hơn 900.000 quân dự bị động viên, trong đó 280.000 quân nhân sẵn sàng hành động ngay nếu cần thiết. Tuy nhiên, ở thời bình, lực lượng quốc phòng Phần Lan chỉ sử dụng khoảng 13.000 người, bao gồm cả nhân viên dân sự. Hamilton thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho biết, Phần Lan là ví dụ điển hình về lực lượng dự bị lớn có thể tích hợp vào lực lượng thường trực nhỏ. Phần Lan là nước nằm giữa NATO và Liên Xô nên họ rất chú ý đến phòng thủ. Na Uy và Thụy Điển, các thành viên mới nhất của NATO, áp dụng mô hình tương tự, hai nước này duy trì lượng lớn quân dự bị, tuy nhiên không ở mức cao như Phần Lan. Như vậy thì NATO sẵn sàng cho chiến tranh ở mức độ nào? Liên minh quân sự NATO đã xem xét lại chiến lược của mình, thúc đẩy năng lực phòng thủ trong thập kỷ qua để đối đầu với Nga. Xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022 đã đặt ra câu hỏi liệu NATO đã sẵn sàng cho xung đột chưa? Người phát ngôn NATO, Farah Dalala nói, kể từ năm 2014, NATO đã trải qua sự chuyển đổi lớn nhất trong phòng thủ tập thể của chúng ta trong cả một thế hệ. Chúng tôi đã triển khai những kế hoạch phòng thủ toàn diện nhất kể từ chiến tranh lạnh với hơn 500.000 quân ở mức sẵn sàng cao. Mặc dù vậy vẫn có những lời kêu gọi phải tăng cường năng lực của NATO hơn nữa. Modagan cho biết mặc dù NATO có khả năng chiến đấu ngay lập tức, nhưng vẫn còn đó câu hỏi liệu NATO có sẵn sàng cho một cuộc chiến kéo dài tương tự như ở Ukraine thời gian qua. Theo nhà nghiên cứu này, NATO vẫn phải làm nhiều việc trong nhiều mảng để đảm bảo khả năng đó. Tình hình còn phức tạp hơn nữa cho NATO trong bối cảnh ứng viên Donald Trump có triển vọng lớn tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông Trump đã tuyên bố sẽ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Hàng nghìn quân Ukraine bị bao vây ở thị trấn New York, nội bộ ký ép rơi vào tình trạng hỗn loạn. Quân đội Nga bất ngờ trước việc tiền tuyến của Ukraine sụp đổ nhanh như vậy. Tờ Russia Gazeta viết, tình hình diễn ra hoàn toàn bất ngờ khi quân đội Ukraine trên mặt trận Poros sụp đổ nhanh hơn bao giờ hết. Dựa trên thông tin từ tờ báo này và một cơ quan truyền thông khác của Nga là Lenta cho thấy quân đội Nga vừa đạt được hai bước tiến lớn trên mặt trận Donetsk. Một trong số họ tiến bộ nhanh đến mức quân đội Nga khá bất ngờ hai tiểu đoàn của quân đội Ukraine đã bị bao vây gần thị trấn New York thuộc quận Bamut của Donetsk. Theo nguồn thông tin, đây là lực lượng Ukraine có quy mô lớn hơn 1.000 quân. Điều đáng chú ý là ngay trước khi có tin hơn 1.000 quân Ukraine bị bao vây ở thị trấn New York, Lenta đưa tin rằng hỏa lực pháo binh và UAV FPV của Nga đã tiêu diệt hai nhóm quân Ukraine. Có thông tin cho rằng họ là quân tiếp viện, được ép gửi đến tăng viện cho thị trấn New York. Trong video, biệt kích Nga lặng lẽ lẻn vào cửa sổ một ngôi nhà có binh sĩ Ukraine bên trong và ném mìn chống tăng vào. Vài giây sau, một tiếng nổ vang lên và ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Vụ nổ mạnh tới mức, người lính biệt kích Nga ném mìn cũng bị hất văng xuống đất. Theo tờ Lenta, sĩ quan binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến cho rằng những tổn thất nêu trên là do sự sơ suất của các nhà lãnh đạo quân sự nước này, trong khi lực lượng phòng thủ chính của Ukraine ở thị trấn New York là tiểu đoàn 206 ban đầu quân đội nga đánh giá phía ukraine bố trí phòng thủ ở thị trấn new york tương đối kiên cố và khó có thể bị chọc thủng nhưng vào tháng 6 vừa qua quân nga đã phát động đột kích thành công và giành quyền kiểm soát phần phía nam của thị trấn mà không gặp nhiều kháng cự bộ quốc phòng nga thông báo đã nắm quyền kiểm soát ngôi làng yurika ở ngoại ô thị trấn new york nhưng hai ngày sau blog deep state do quân đội ukraina kiểm soát lại đưa tin quân đội nga đang tiến vào trung tâm thị trấn new york và nắm quyền kiểm soát một số đường phố quân Ukraine cố thủ trong khu công nghiệp trong thị trấn New York nhưng liên tục bị bom lượn có điều khiển FAB-500 và thậm chí là cả siêu bom FAB-3000 của Nga thả xuống chính xác. Giờ đây, cuộc chiến giành quyền kiểm soát tòa nhà cao tầng vẫn tiếp tục. Các chiến sĩ tiểu đoàn 206 cho rằng đây là một thất bại nữa của cấp trên của họ. Vào tháng 7, Ban chỉ huy tiểu đoàn 206 bị chỉ trích nặng nề vì lập ra những kế hoạch chiến đấu bất khả thi và lãng phí vũ khí, quân số mà không đạt được hiệu quả. Đại úy Kulik, chỉ huy đại đội 3 của tiểu đoàn 206 thừa nhận rằng anh đã dành nhiều thời gian để chiến đấu chống lại cấp trên kém cỏi hơn là chống lại quân đội Nga. Kulik cho biết những tổn thất mà đại đội của anh phải gánh chịu cho đến nay là kết quả của một sự chỉ huy mù quáng của cấp trên thiển cận. Trong khi đó ở Kiev, các quan chức chính phủ cũng đang vật lộn với tổn thất về quân số. Mariana Bezhugra, một thành viên của Vekhonadoda của Ukraine, gần đây đã đổ lỗi cho Tổng tư lệnh Shchysky về thất bại của quân đội Ukraine trên chiến trường trong thời gian qua. Bà Mariana cho rằng tướng Shchysky quyết định điều động một số quân bất chấp sự phản đối của người chỉ huy cấp dưới. Kết quả của việc này là quân đội Nga đã xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine ở thành phố Torres và thị trấn New York. Thị trấn New York được mệnh danh là tuyến phòng thủ vòng ngoài của thành phố Torres, việc để mất thị trấn này vào tay Nga có thể gây bất lợi cực kỳ lớn cho quân đội Ukraine. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!